Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay có một cô giáo rất là xinh đẹp đến từ một tỉnh dưới miền Tây lên Biên Hòa Đồng Nai nhờ anh em kết nối tìm một nửa yêu thương. Thì liệu ngày hôm nay cô có tìm được một anh nào phù hợp với mình hay không? Thì xin mời mọi người cùng lắng nghe cô giáo chia sẻ sau ít phút. Trước khi vào câu chuyện này cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Thay mặt anh em, xin chào cô nhé. Rồi, trước hết thì cô giáo giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, đến từ đâu ha. Xin chào tất cả các em bên chương trình của Kết Nối Yêu Thương. Chị tên là Phan Thị Hồng Xuyến, chị đến từ Cần Thơ. Hiện chị là giáo viên đang công tác của tỉnh Cần Thơ luôn. Mình là giáo viên luôn. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chị dạy cấp mấy? Chị dạy, đang dạy cấp tiểu học, là chị trường chủ nhiệm của lớp 5. Thế hôm nay mình xin nghỉ à? Không, bữa nay là cuối tuần chị mới có dịp rảnh rỗi à. Như là đi sẵn đi tiệc của bà, đám tiệc của bà con đó, rồi nghe chương trình của mấy bạn cũng xem đó, nói bên đây hay, rồi cái giới thiệu cho mình, cái mình cũng giống như sáng cái ít tò mò mà cũng tìm đến để ghi hình. Vậy là mấy cô trong trường cũng có xem hả? Có mấy bạn xem. Trời ơi, cảm ơn quá trời luôn. Thế thì chị chia sẻ chút xíu về cái tình trạng hôn nhân của mình thế nào nhỉ? Thì chị cũng đã ly hôn rồi, nhưng mà trong cái thời gian ly hôn là năm 2014-15 á, là gia đình cũng như có chuyện không vui á, rồi chúng ta đã ly thân, nhưng mà mãi đến 2018 á thì chị mới làm được cái giấy ly hôn. Lý do là ảnh có người thứ ba trốn đi ở bên ngoài vậy đó, nên chị không có ly hôn được, phải đợi làm đúng cái thủ tục pháp lý của bên tòa án đó, thì 2018 là chị mới có giải quyết ly hôn xong, là giải quyết theo cái diện mà ly hôn mà. Vậy là mình được mấy người con? Tiện giờ chỉ là hai đứa con mà hai đứa gái. Là sống với mình hay sống với chồng? Hai đứa gái bây giờ sống với chị hết. Một đứa lớn thì chị cũng đã gả, nó có gia đình rồi. Còn bé nhỏ thì đang bước vào đại học. Còn chồng còn đi mất tích rồi? Ông chồng thì đi mất tích rồi. Nói chung là có liên hệ thì liên hệ với con. Đôi khi cha con nhắn tin thì chuyện đó thì không cản. Tụi nhỏ thì cũng đám tiệc với ông bà, nhiều khi có duyên mà lúc mà nó rảnh đó, hè này kia thì hoặc Tết, con cái nó có sắp xếp được thời gian, chị cũng cho về với nội. Bên nội rất là yêu thương các bé. Nói chung là người ta cũng rất là quý chị, cả con cháu, anh em gì đều quý hết. Tại vì mình sống, mình đâu có làm gì có lỗi đâu. Lỗi là họ là do ai thì họ cũng biết. Rất là quý mình. Thậm chí cái đám tiệc cũng rủ mình về, nhưng mà mình ngại lắm, mình không về. Tại vì về thì mất công mang tiếng này kia. Thà là con mình cho con mình nó có hiếu với ông bà, nó nhớ cội nguồn của nó là cho nó về, chứ chị không cấm cản gì hết. Thì nói chung là sau khi ly hôn thì chị tự nuôi thân, chị nuôi con luôn, chứ chị không có ba nó cấp dưỡng gì hết. Nói chung là ảnh đi làm ăn cái việc gì đó, nó đâu có kinh tế ổn định đâu. Đôi khi mấy nhỏ cần nó cũng không hỗ trợ được gì, một mình chị phải gánh vác hết. Nói chung là từ khi mà lập gia đình với anh thì hình như người ta nói đàn ông là trụ cột của gia đình, mà chị thấy, chị nhìn lại là chị là trụ cột của gia đình nhiều hơn. Đôi khi mình cũng thấy mệt mỏi, nhưng mà vì của con á, mình phải gán, mình gồng, mình gánh, mình bảo vệ gia đình. Nhưng mà cuối cùng á, thì mình chỉ là một cái người để giống như là buông cục phấn thì bắt cái nồi, bắt cái kéo. Chị là vừa dạy học, ở đó chị mở ra cái cơ sở gọi là Mai Mộc Đồng Phục Học Sinh. Là nhà chị Mai Đồng Phục Học Sinh. Đúng rồi, nhà chị sát bên trường luôn. Cũng có mướn thợ về làm trong cái giai đoạn mà ảnh đi giao hàng rồi đi các kiểu vậy đó. Rồi cứ viện lý do đi riết rồi đi sai đường. Là mình phát hiện ra mình không thể nào mà mình níu kéo được. Vậy là chị phải đành luôn. Là chồng chị là có người, dạ, người có người phụ nữ khác. Đừng có người hoàn. Ôi trời ơi, sao trong cái giai đoạn là còn hôn nhân. Thì thành ra là cứ chạy trốn theo, chị cũng không mệt mỏi, chị không đi tìm. Chị chỉ muốn là giải quyết ly hôn cho nó đâu đó rằng ngoài chuyện nhà chị cửa im xuôi. Nhà cửa thì nói chung là chị cũng tự tạo ra rất là nhiều. Góp công thì nói chung là chị cũng khoảng 80-90% trong đó rồi, ảnh chỉ góp công một phần nhỏ thôi. Nhưng mà ảnh không suy nghĩ tới cái con cái của ảnh. Ví dụ như làm ăn thua lỗ,
thì vợ chồng mình cùng làm, rồi ví dụ lỗ phần nào thì mình gánh lại, rồi mình đã trốn đi để rồi gánh. Thế thì hôm nay cô giáo lên đây thì cô muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung á là người đàn ông thì nói chung là chỉ đã từ nhỏ mình đã vất vả, đã khổ về cái kinh tế, rồi nói chung là nó nhiều thứ lắm, mình nói không hết. Thì khi mà mình bước một bước nữa rồi chị cũng không định bước thêm bước nữa, chị chủ yếu là tập trung nuôi con để bảo bọc cho con mình nó lớn, nó học đâu qua đó đàng hoàng, có nghề nghiệp là cuộc sống mình hạnh phúc lắm rồi. Nhưng cái con gái lớn nó có chồng xong cái gần đây cái nó nói mẹ, mẹ có người nào thương mẹ thì mẹ lấy bước thêm bước nữa đi, chứ để nữa mẹ già rồi hay ốm đau bệnh hoạn con không có bên mẹ, con chăm sóc mẹ lúc đó rồi bà buồn, bà tuổi rồi bà lại trách mấy con nó tội nghiệp. Tại vì nó lấy chồng xa, nó biết cái thân nó vậy. Cái chị cũng chỉ cười thôi, cái mình kể lại cho ngoại là mẹ chị á nghe. Cái bà nói vậy là nó hiểu chuyện rồi đó. Rồi cái thêm gần đây con mới đây nè, con bé Út là con gái nhỏ của chị đó, nó học đại học kinh tế. Cái chị hỏi thăm anh em là rất khó xin việc. Đại học kinh tế gọi là tài nguyên thiên nhiên, là nó là nó đi vô trường nó học, nó mẹ biết không, cái nó kể nó còn áp lực lắm, tại vì các bạn con cha là trưởng ghi cục thuế rồi chủ tịch phó chủ tịch của huyện của xã vậy đó. Con nói cái mình mới đi hỏi thăm ông anh là anh làm bên công an BC02 của Cần Thơ. Anh nói thì đúng rồi, con anh nói đúng rồi đó. Tại vì khi xin việc á, lương của nó thì tầm cũng 5 đến 7 triệu thôi. Nhưng mà về cấp xã, cấp phường thì nó chỉ ngồi văn phòng mà trực suốt. Cái mình nói cấp xã, cấp phường thì nó có rất là ít. Rồi, được rồi chị ơi. Thôi mình cũng tạm thời mình gác lại cái chuyện đó chút xíu. Hôm nay mình tập trung cho chuyên môn là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình. Thì chị nói lại chút xíu là bây giờ mình cần một người đàn ông độ tuổi bao nhiêu, ngoại hình thế nào? Không, về độ tuổi thì tầm khoảng 70 trở lại. Nhưng mà năm nay chị chính xác là bao nhiêu? Chị là sinh năm 79. Chị 79 là cho là 80 rồi, là chị là 42 ha? Không, là 44. À 44 tuổi ha? Tuổi ngoài của mình, tuổi tay là 45. À cái rồi. Tuổi ta cũng là 45. Là cần một người đàn ông là từ 70 tuổi trở lại. Đúng rồi. Nhưng mà 70 tuổi là nhất của chị là giống như cái tuổi Quý Mão. Nếu ví dụ mà 70 tuổi là hơn chị tới hết gần 30 tuổi luôn á. Thì ý chị nói là vậy thôi, nhưng mà tùy theo cái con người mình nhìn, giống như là người ta lớn tuổi nhưng mà người ta có sức khỏe. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Chị thì sống nội tâm á, đôi khi cái buồn mình hay giấu trong bụng, ít nói với ai. Rồi, thế thì cái chiều cao cân nặng của chị bao nhiêu? Chị là cao 1m55. Bây giờ là chàng chị đang bị béo hết, là 65kg. 65kg, số đo 3 vòng. Chị không có đo cụ thể. Nhưng mà chưa gì thấy thì điện nước đầy đủ ha. Nói chung là tướng đẹp. Thì hôm nay cô giáo lên đây thì các học sinh có biết không? Các đồng nghiệp biết không? Không, mình đi kết nối này đôi khi nhiều người ấy, người ta cho rằng là trời ơi, thời đại này mà đi lên kết nối người ta cười chết. Thế bây giờ hôm nay lên đây lỡ mấy học sinh nó biết rồi, cô giáo biết, đồng nghiệp biết thì sao? Thì nói chung là nó biết thì nó biết, nhưng mà chỉ nói là mình cứ nói đi, thương là cái kênh của mấy em gọi là kênh chân chính, thì mình cũng làm việc bình thường thôi. Rồi, đó là cuộc sống xã hội mà đâu ai cho ai những gì. Đúng rồi. Thì đó là tại vì kênh thì cũng là văn minh lịch sự mà ha. Dạ đúng rồi. Rồi, thế thì hôm nay lên đây thì trước khi kết thúc thì cô giáo nhắc lại cho mọi người biết là cô tên gì và bao nhiêu tuổi rồi, đến từ đâu, và có lời nào muốn nhắn gửi tới các anh đang theo dõi chương trình này không? Mình tên là Phan Thiềm Xuyến, là mình 45 tuổi, tính theo tuổi ta. Thì chỉ nhắn gửi là giống như mình đã khổ nửa đời trước rồi, bây giờ khi mà muốn tìm một mảnh ghép nửa đời còn lại thì chỉ mong các anh là bảo bọc được mình để làm một người cha cho con của chị á, nó cảm thấy hãnh diện so với những cái cuộc sống trước kia mà đã trải qua. Là cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Thế thì chị hôm nay lên đây thì mình chia sẻ nãy giờ cái nội dung mình cũng đã khai quát được rồi. Thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một anh nào đó phù hợp với chị. Thì trước khi kết thúc chương trình thì chị có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của chị để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, mình có đồng ý không? Chị đồng ý, nhưng rồi, mà đừng có ghép hình ảnh. Rồi. Gọi là nhìn vô nó phản diện. Rồi, cảm ơn chị. Thì chúng em sẽ cố gắng thực hiện chương trình này nó càng hoàn thiện hơn để sớm tìm cho chị được một nửa yêu thương nhá. Rồi cũng thay mặt anh em xin chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, và đặc biệt hơn nữa là sớm tìm được một người yêu thương mình nhá.
Rồi xin cảm ơn. Thì trước khi kết thúc thì cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý về câu chuyện của cô giáo ngày hôm nay. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Dạ, cảm ơn.